thay đổi chính mình vì chân lý, chứ không phải vì điều tiếng. Trong nỗ lực làm vừa lòng tất cả mọi người, đôi khi con người ta không tránh khỏi phiền toái và lố bịch. Chuyện kể rằng, một người chủ cối say cùng con trai của mình dắt một con lừa ra chợ với hy vọng sẽ bán được nó. Trên đường đi, họ gặp một nhóm các cô gái vừa cười vừa nói rằng: "Các cậu đã bao giờ trông thấy ai ngốc hơn hai người này chưa? Họ phải lê bước chậm chạp trên một con đường đầy bụi bặm, trong khi họ có thể cưỡi con lừa này." Người chủ cối say cho rằng những lời họ nói có lý nên đặt cậu con trai trên lưng con lừa, còn ông ta thì đi bộ bên cạnh. Lúc đó họ gặp một vài người bạn thân chào hỏi và nói: "Anh sẽ làm hỏng con trai của mình nếu anh để nó cưỡi lừa, còn anh thì lê bước bên cạnh. Hãy để cho thằng bé lười nhác này đi bộ đi, nó sẽ tốt hơn cho con trai anh đấy." Người chủ cối say làm theo lời khuyên của các bạn mình. Ông ngồi lên lưng lừa và để cậu con trai đi theo sau. Chưa được bao xa thì họ gặp một đoàn phụ nữ trẻ em. Người chủ cối say nghe thấy họ bảo rằng: "Ơ kìa, thật là một người ích kỷ. Ông ta thong thả ngồi trên lưng con lừa, nhưng lại để thằng bé tội nghiệp này cố gắng chạy theo." Do đó, người chủ cối say đã nhấc cả cậu con trai lên ngồi cùng mình trên lưng lừa. Đi thêm một quãng nữa, họ gặp mấy du khách và những người này hỏi họ là con lừa này thuộc về hai cha con họ hay họ đi thuê. Người chủ cối say trả lời rằng con lừa này là của ông và ông ta cùng con trai đang trên đường mang nó ra chợ bán. Nghe vậy, một du khách thốt lên: "Trời ơi, với sức nặng như thế này, con vật tội nghiệp sẽ kiệt sức trước khi nó tới đó và sẽ chẳng ai thèm nhìn nó nữa đâu. Tốt nhất là các bạn hãy khiêng nó đi." "Bất kỳ điều gì làm anh hài lòng," người chủ cối say nói, "chúng tôi sẽ cố gắng." Thế là họ leo xuống, dùng dây thừng buộc bốn chân con lừa lại, rồi dùng một cây sào lớn làm đòn khiêng. Hai cha con, người trước kẻ sau, khiêng lừa vào tới thành phố. Đây là một cảnh tượng quá lố bịch, đến nỗi rất nhiều người đi đường đổ ra xem và chế nhạo cha con người chủ cối say một cách không thương tiếc. Một số kẻ thậm chí còn gọi họ là đồ điên. Cuối cùng, họ đi ngang một cây cầu bắc ngang con sông. Con lừa thấy vô cùng sợ hãi bởi những tiếng ồn xung quanh và tình huống khác thường mà nó đang phải chịu đựng, nên đã cố gắng giãy giụa, răng kéo cho tới khi cái dây thừng trói nó bị đứt ra. Con vật tội nghiệp bị rơi xuống nước và chết đuối. Người chủ cối say bất hạnh vô cùng tức giận và xấu hổ. Ông và cậu con trai đành phải quay trở về nhà với hai bàn tay trắng. Vậy đấy, trong nỗ lực làm vừa lòng tất cả mọi người, đôi khi con người ta không tránh khỏi phiền toái và lố bịch. Cổ ngữ có câu: "Thiên hạ bách nhân bách khẩu." Người trong thiên hạ trăm người trăm miệng. Thay vì thay đổi bản thân bởi điều tiếng của người khác, nên chăng hãy thay đổi chính mình theo chân lý và lẽ phải. Nhận ra là mình đúng rồi thì cứ kiên định mà làm thôi. Bỏ ra chân thành thì mới nhận được sự tin tưởng, dâng ra tình yêu thương thì mới tìm được sự tôn trọng. Nhiều người cứ mải miết đi tìm một tri kỷ trên đời, một ai đó có thể thấu tỏ và tâm đầu ý hợp với mình. Họ tìm mãi, rảo bước qua biết bao quãng đời mà vẫn chẳng tìm ra. Rồi họ than phiền, chán nản và kết luận: cuộc đời này chẳng ai
hiểu nổi ta. Nhưng liệu đó là lỗi của ai đây? Mẩu chuyện dưới đây có thể giúp bạn một câu trả lời. Chuyện kể rằng có một anh chàng nọ đi mua chén. Vào tiệm, anh ta thuận tay cầm lên một cái chén. Sau đó theo thứ tự, anh cầm lấy những cái chén khác va nhẹ vào nó. Hai chén lúc đụng nhau phát ra âm thanh nặng nề, đục ngầu. Anh thất vọng lắc đầu, sau đó lại thử cái chén tiếp theo. Gần như anh ta đã thử hết chén trong tiệm, vậy mà không tài nào chọn được một chiếc chén thỏa mãn như ý. Ngay cả khi chủ tiệm mang chén tinh phẩm loại tốt nhất ra, anh ta cũng lắc đầu, thất vọng để nó về chỗ cũ. Chủ tiệm rất buồn bực, hỏi: rốt cuộc thì anh để hai cái chén đập vào nhau là có ý gì? Anh ta đắc ý nói: đây là bí quyết mà một trưởng lão có đức hạnh đã truyền cho tôi. Khi một cái chén va với một cái chén khác, tiếng phát ra thanh quý, dễ nghe, thì đó nhất định là một cái chén tốt. Chủ tiệm mỉm cười hiểu ra, liền cầm lấy một cái chén khác đưa cho anh ta, cười nói: chàng trai, cậu hãy cầm chiếc chén này thử xem, đảm bảo cậu sẽ chọn được cái chén như cậu hằng mong. Anh chàng bán tín bán nghi làm theo lời của chủ tiệm. Kỳ lạ thay, cái chén nào va chạm với nó đều phát ra tiếng vang rất dễ chịu, êm tai. Anh ta không hiểu chuyện gì, kinh ngạc vội hỏi nguyên do. Chủ tiệm cười nói: đạo lý rất đơn giản, cái chén cậu cầm trước kia, bản thân nó là loại thứ phẩm hàng dở. Cậu lấy nó đi thử các chén khác, tiếng vang tất nhiên sẽ đục ngầu. Cậu muốn chọn được chiếc chén tốt, đầu tiên phải chắc chắn trên tay cậu cũng là một cái chén tốt. Như hai cái chén, khi tâm và tâm va chạm với nhau, cần phải có sự chân thành mới phát ra được tiếng vang thanh thúy, dễ nghe. Bản thân mang theo nghi ngờ, thậm chí đề phòng người khác, thì ắt là khó tránh khỏi bị người khác nghi ngờ. Thật ra mỗi người đều có thể để bản thân mình trở thành quý nhân. Điều kiện tiên quyết là bạn thật tâm giúp người khác làm điều tốt. Bạn bỏ ra chân thành thì ắt sẽ nhận được sự tin tưởng. Bạn dâng ra tình yêu thương cũng sẽ tìm được sự tôn trọng. Trái lại, bạn dối trá người khác, nghi ngờ, thậm chí ghen ghét họ, thì những gì bạn nhận được cũng chỉ là bức tường dày cộm và một trái tim lạnh lùng. Sẽ chẳng ai mở lòng với bạn. Một đời này bạn cũng đừng mong tìm được kẻ tri âm. Trong mỗi chúng ta đều có một cái chén, trong cái chén ấy lại chứa đựng lương thiện, tin tưởng, tha thứ, chân thành, cũng đồng thời chứa đựng sự dối trá, hẹp hòi, nghi ngờ, ích kỷ. Hãy loại bỏ những tạp chất bên trong chén, hãy đổ đi sự dối trá, hẹp hòi, rồi sau đó mỉm cười, chờ đợi đến lượt va chạm cùng một cái chén khác. Âm thanh phát ra sẽ là những tiếng cười thanh thúy, ngọt ngào. Hãy thanh lọc nội tâm của chính mình, bạn mới có thể tìm được những người tâm đầu ý hợp. Thói đời. Thói đời tựa như vôi bạc trắng, đôi khi lòng thấy đắng mặn môi. Tình người sao chẳng lên ngôi, để cho hạnh phúc đâm chồi nở hoa. Lòng nhân nghĩa thật thà chẳng thấy, câu ân tình gió đẩy gió đưa. Bon chen toan tính có thừa, giả nhân giả nghĩa lọc lừa dối gian. Đêm khuya vắng cung đàn ai oán, biết tìm đâu tiếng bạn tâm giao. Bạc vàng hơn giọt máu đào, người ta mua bán đổi trao chợ đời. Ly rượu cạn chẳng vơi niềm đắng, khi lòng người đổi trắng thay đen. Tham lam ích kỷ sống hèn, hơn thua ghen ghét
bon chen hận thù. Đời cũng chỉ phù du cát bụi, hư danh kia tàn lụi một ngày. Cuộc đời có trả có vay, sân si mù quáng hao gầy.